chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Cặp cặp. Nó mà cặp không nhả đâu. Khỏe vẫn khỏe lắm nhá. Ui, vậy không vậy được. Đây là em Tôm hôm qua mình trở về cùng cô Hoàng Đế. Vẫn sống nha các bạn. Sức sống của nó mãnh liệt chưa? Không ạ. Căn bản là anh Phúc bảo quản cũng rất là tốt nên là bây giờ đến giờ nó vẫn sống. Lá thò vào sau nó cặp ức. Lần đầu tiên nhìn thấy con tôm hùm này mình mới ngỡ ra là cái chân của nào của nó cũng là càng. Đấy, cặp thử cái, cặp nhau đi. Cặp 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 cặp. Hôm nay mình sẽ chế biến tôm hùm cặp không đau đâu. Tôm hùm hấp coca. Quay trở lại với cái khu mà mình nướng xúc xích, nướng xúc xích thất bại. Để mình sửa lại cái khu đấy đi. Đốt hấp coca. Ê, mọi người theo dõi nhá. Cặp nào, cặp. Đây. Này anh sẽ đắp một quả nồi. Tử tế ở đây. Sửa lại gọi là muối nhục. Muối nhục. Cái này dày quá. Đây, dẻo bớt mặt. Anh đắp một tí. Đắp cái gì? Nồi. Anh làm rau thì làm nhé. Hôm nay mai mới có tôm hùm ăn đấy. Anh mà làm ôm khói nữa đi. Không, không ôm khói đâu. Em ôm đầu, ôm chủ anh ở đây luôn đấy. Ai lại đi làm hỏng tôm hùm được. Làm gì hả? Làm siêu phẩm mày hiểu không? Anh đi làm siêu nhân à? Chuẩn luôn. Siêu nhân gạo. Gạo, gạo. Đừng có sập nha. Sập là chắc chắn này. Chết cha mưa. Dê. Mưa đi để về. Ôi mưa. Mưa thật này. Mưa rơi. Mưa to đấy này, mưa rơi. Ôi giời kệ, mưa rơi thì kệ mưa rơi. Rơi khỉ, mưa rơi to quá dân chơi bị về. Đi về. Điên à. Đấy tạnh rồi đấy. Làm sao ướt được tinh thần dân chơi. Ướt thì mưa. Đấy nhá tạnh luôn. Ai cũng tạnh. Thốn đấy nhỉ. Ok. Về. Làm về thế nào. Về vần gà. Ơ về về thì vần gà đi. Không. Ai về đi. Em phải đợi xong cái món này em. Đắp thì một nồi đất. Một nồi. Đặc cấp. Chưa kỳ khủng. Nhưng mà sẽ thất bại đấy. Ông trước kìa, xúc xích anh chả bảo kinh khủng. Món kinh điển. Kinh điển đấy, hôm nay mới làm món kinh điển. Rồi, đắp đất, đắp thành cái nồi ở đây nhá. Đấy, đắp đất đây. Này, anh này. Hả? Anh làm cái gì anh phải nghĩ đây là con tôm hùm Alaska đấy. Chứ anh đừng nghĩ à, con tôm đồng với cả cái xúc xích nhé. Đi chợ đi. Tôm nướng ấy ói khói. Ói khói được thì thôi. Từ giờ anh sẽ không bao giờ làm ẩm thực nữa. Mày hả? Bỏ nghề luôn. Bỏ nghề. Bỏ nghề đầu bếp luôn. À, cũng được gọi là đầu bếp đấy. Đâu đi chặt cho chó ăn, đầu bếp. Nếu mày đừng có ăn nhá.
Nhào đất. Phải biết anh phải chọn đất thó đấy, không phải đất bình mưa thường. Mưa rồi anh ơi. Mưa rơi. Mưa sập đầu ra rồi mới chín được con tôm mất. Mà chưa chắc đã thành nồi ấy mà chín. Tắp mà không thành nồi em dám làm gì? Đẳng cấp nó phải được thể hiện từ những gọi là thể hiện. Ui chết rồi, bùn bắn vào mắt rồi. Lấy tay, lấy ra. Đâm nồi à? Nồi, vuốt. Vuốt, chấm chay Hàn Quốc. Chim trong quần chim bay đi ra. Anh biết ông nội chúng chị anh làm. Bạn ấy cần người em không? Đắp đất trong luộc kiểu gì? Tí nữa trong lúc chờ đợi anh sẽ đánh cho mày món tiết canh tôm hùm. Ăn không? Tiết canh tôm hùm. Cực kỳ ngon. Nó có tiết đấy. Đấy, mày thấy nghệ thuật của anh đã so sánh được với kia chưa? Trong nướng ở trong cái lõm lõm này à? So sánh được với gì nhỉ? Nó gọi là bát tràng. Sơ, đặt sau vào. Nồi thiên nhiên, lấy giấy bạc đấy. Làm gì? Lấy giấy bạc ra đây, mày cứ lấy đi. Đặc cấp. Còn đây mà thất bại thì ngày mai không thấy anh xuất hiện. Hiểu không? Anh không xuất hiện được đấy. Từ để anh rửa tay đã. Rồi bóc được không? À không. Thế nhá. Để đo lại nhá. Cái này phải chuẩn. Kỹ thuật cũng phải cao. Uầy. Anh có thể bớt thể hiện đi. Quay đầu đi. Anh ấy vẫn. Được không? Được sao không được? Bẩn quá. Anh lại quá là bẩn quá. Cái này nó thủ này. Thủ không quan trọng. Quan trọng là nó thủ. Quan trọng là nó thủ không to. Ôi, kéo. Đấy. Quan trọng là không được bẩn. Quan trọng là bẩn cũng được. Ôi, anh sắp chữa làm rơi đất xuống rồi. Cứ bình tĩnh.
Tiền. Rồi. Buông tao ra vì tao quá già rồi mà. Tao không buông vì tao cũng già bằng mày. Anh nhá, cái bài chết tiệt kìa. Rồi, mày thấy nghệ sĩ nó có bằng anh nữa. Quan trọng là tí nữa. Chắc học rộn được cái đầu cái gì. Đấy, bây giờ thế này nhá. Từ từ, bây giờ mình lấy cái gì lau lau vào cái bẩn này đi. Anh lót thêm một lớp nữa. Lót tí nữa nó lại dày quá, sợ nó không đấy được không? Thôi không. Chỗ đây. À. Chỉ nhặt lại cái kia. Giờ mình là người có điều kiện mà. Giấy bạc thì nhiều. Chả có gì ngoài vàng với bạc. Ai xa. Lấy lại cái đắp nó chỗ anh này. Anh phê lại im anh, ngắm lại cả. Cho nó không được hở cái gì. Cái này rồi lầu, ok đấy, để anh lau vào nướng được đấy. Anh lau vào đoạn này đã. Nhặt cái kia đi. Nhặt đâu cái này ấy. Mày biết cái gì. Mang đi từ nhà. Ờ. Chả anh mang một cái song đi nhá mà. Nấu lại còn trang chơi người đi. Thế thì mày không bảo là ra không ra nhà hàng ấy bảo người ta đấy luôn cho. Người ta nấu luôn cho mà ăn. Xong người ta ăn hộ xong người ta đấy cho. Ui sủi. Đấy mày thấy sủi chưa? Ác chiến không? Luộc bằng coca. Hấp. Hấp coca. Không biết nó có bột thủng không đấy. Mày lon rưỡi. Hai lon à? Lon hai lon này. Thế tí gì? Hấp coca hiểu không? Mày nghĩ sau vụ tôm này người ta có cấp bằng sáng chế cho anh không? Cấp bằng sáng đấy, chế. Đấy bây giờ đốt lửa đi đã. Lấy mày đi chặt lá chuối. Anh đốt lửa. Đấy, đẩy trên đây kìa. Cái kìa. Thôi em lấy cái này. Mày thích lấy đâu đấy. Lấy rồi còn đậy. Lửa rồi, nổi lửa lên em. Anh à. Lấy được chưa? Chặt nhanh lên. Này. Làm gì mà lâu thế? Cào sư. Cào trèo lên mà lấy. Kéo bẩn bắn bẩn vào đây nhá. Mày cứ giết bỏ mày. Chắc tí nó luộc không đấy. Để cái nước này. Xem lấy cái lon coca này cát lên để uống nước tiếp nhé. Ừ. Mua 3 lon nhỉ, mua 2 lon. Rồi, còn lửa đâu? Ai là, đâu, lửa là chuối đây. Anh du thế này thì làm sao nó tím mà nó sôi được. Úp là chuối nào, cho nó sôi. Ôi khốn phết. Tao bảo mày đi chặt là chuối thì chủ yếu là. Cầm đấy, cầm, không rơi nó. Phải sôi xong rồi mới đựng tôm chứ. Này, vô truyền thống. Rồi, vô cần cây. Xôi, trong lúc chờ đợi bên đây anh sẽ làm cho mày một món đẳng cấp gọi là tiết canh tôm hùm. Ê. Này. Ây. Uống tiết nó à? Điên à? Ui, bẩn thế. Ây. Ây da. Anh làm gì á? Ây da. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Chọc tiết này. Ngáo à? Bót cho nó đầu nó nhọn đấy. À, kéo đừng giỏ nước vào đấy. Anh mang cái gì đó? Bồi. Bồi á? Mồi. Cái này là tiết canh. Anh tiết canh vào đấy á. À, mày giữ được không đây? Được. Con này có tiết không mà đánh? Chẳng cặp nhá. Có à? Em vẫn nhọn cái đầu này chứ. Đấy. À, 1, 2, được. Ui.
uống miếng. Yeah. Chắc là như nước dừa ấy nhỉ. Ui, bẩn hết quần áo em rồi. Kiểu nó em bắn rồi. Tôm vẫn còn sống nguyên tiết rất là nhiều các bạn nhé. Ui, được rồi. Ui, thế thôi. Uống miếng. Rồi. Uống miếng. Mày cầm đĩa đặt ra chỗ khô đi để anh hấp nó. Ây da. Còn đông không anh? Để đấy, tí nữa nó đông rồi. Hấp vào đây à? Đấy. Ý, bốc khói à. Hấp giống con cua đấy á. Ừ. Ây da. Còn một cái đĩa nữa, mày lấy cho anh cái đĩa to đi. To đâu? Đấy. Đĩa to đấy. Thấy đĩa to chưa? Chưa. Đâu đấy đấy, trong tải ấy. Trong tải ấy, cái đĩa xanh ấy. Đấy. Đấy, đẹp luôn. À, đây. Đẹp luôn. Chả anh không mang luôn cái nồi đi. Anh phải thiết kế cho nó hoành tráng. Làm nhí nhất đấy chứ. Nào đưa ra đây. Bọt vào đầu cái đĩa đi. Đấy, cái kia chặt bớt cái đầu cái đĩa này đi. Nào đưa ra đây. Mày sinh ra mày thử. Ok. Đẹp luôn. Mẹ anh về mẹ anh chửi nó. Chửi việc cái gì. Tội đâu anh chịu. Mày hiểu đấy. Nhớ đấy. Vào đấy em. Xôi ôi. Mày thấy anh đẳng cấp chưa? Ui, coca dưới nó đang quá. Nào, đậy lá chuối, đậy vào. Đây. Chặt thêm lá chuối, đậy thêm vào đây. Thôi, thế này thôi. Thêm vào. Ở đây. Ây xa. Còn quá. Còn nhà vào mái luôn. Đặc cấp. Anh chú củ lá lên, đây. Lên đây ăn chiếc canh đi. Ờ, rồi. Ok. Ok. Rồi, đó. Đây. À, đây. Ai à. Đây là tiết canh tôm hùm nha các bạn. Đây, đông rồi. Hả. Em ăn thử nhé. Nào, chén đi. Trong lúc đợi ui, tôm nó đông thì... cần này. Đông như, xong đóng. Nhìn như thịt đông á. Vào đó. Đó. À, nhớ, 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 mặn mặn. Cho các bạn xem. Mời các bạn nhá, tiết canh tôm hùm. Mặn. Không biết là không cái ngon. Tiết không biết là cái tiết nó mặn các bạn. Thế nên là mình không ngon. Ướp cái mặn tôm nhỏ. Ừ. Ăn thử cái tiết không của nó lại nhá. Tiết không là đông. Tiết không nó ăn thì là đặng ngon nhưng mà cái đấy của mình ướp hơi quá tay nhưng mà nó mát nhỉ. Ừ. Mặn quá ăn được gì ở trong mặn mới mặn cái tiết của nó đã mặn sẵn rồi. Ừ. Thôi mày ăn đi tao xuống xem rồi dễ không để đâu dăm. Thôi bỏ đi tí ăn tôm cho ngon. Vâng, đây là nồi đất mình chế lại từ hôm thất bại từ xúc xích. Ở dưới mình đã cho một lớp cây tre và bùn đắp rơm rồi. Đốt tiệt bù ở trên một lớp bạc. Quá chuẩn, đỉnh cao. Quá chuẩn, không phải chỉnh. Chỉnh là hỏng. Chỉnh là hỏng. Hỏng lại phải sửa. Không trả sửa. Anh lại nắng chưa? Rồi anh bảo rồi mà. Thời tiết này nắng đẹp. Ui mặt trời kìa. Quay xung quanh cho mọi người xem. Đây là chăm cò các bạn nhé. Đến giờ lại nắng rồi. Ha ha.
xem nó chín chưa nhé. Anh mở ra em nào. Ui anh thấy khói rồi. Ui khói, khói trắng luôn. Ui chưa, còn sôi, chưa vàng luôn đấy. Thôi để lại. Nó phải tầm 15-20 phút. Rồi. Mình được cua 15 phút à? Ừ. Rồi kiện đó. Lên đây chơi đi. Đi nhanh sang bên này xem có chuột không. Bằng như răng nghĩa cùng. Mày đang như dậy được. Dừng lại được mới sợ chứ. Sắp nhiều đâu còn dừng lại được. Anh biết cái kêu ngọn cái này. Cái này à? Bao nhiêu giây? 5 giây. Ui, mày tin anh một trưởng cái này đủ không? Một, ấy, hai, ba trưởng. Rồi em thấy anh chồng cười rồi đấy. Hôi, gạo. Hôi, gạo. Ui, em chết cái. Lên lên làm cùi. Rồi em ơi. Em ngảm đổ ăn rồi. À rồi nhỉ. Mày bảo anh ngủ hết tâm bản rồi, tắt rồi. Lên lên. Nặng lắm. Bỏ đi. Đi sang bên này tìm tạng chuột đi. Mời thấy anh khỏe không? Ba trưởng đổ cây. Người như con nhảy biển ấy. Nhảy biển. Đi. 9 giờ rồi anh ơi. 9. 30 phút rồi. Cho nó chín hẳn đi. Thôi 9 gì. Chưa chín chặt đầu em nào đâu không? Chưa chín mấy khỉ mà chưa chín. Chín rồi. Chưa chín đâu. Chưa chín khỉ. Này. Chưa chín. Ui nó lửa nhỉ. Khói quá. À sao cái này mà bà. Mày lót lá chuối vào, lót lá chuối vào để anh nhấc nó lên. Không. Mình ngon đấy. Wow. Đây. Đấy. Uầy. Sao có thấy sôi đâu nhỉ? Anh cho đĩa, ui, đĩa đĩa, ui, tôi cứ chạy, tôi gì nhỉ, tôi gì. Wow, đây, cho các bạn xem. Tôm, đấy, hấp coca. Ui, cái nước nó đây. Ui, nước nó chảy hết rồi. Ui, kéo, đừng kéo. Để nó chảy nước. Lấy cái giấy bát, đặt lót lên trên. Lót bát đâu? Kia. Đấy, đây, nhanh lên. Lót lên đây. Wow. Đó. Wow, cái bát chảy hết đấy. Đâu, lót vào đây, nhìn lên. Ui, gãy. Tao đi, chuẩn chén thôi. Ua, tôm, đây, nồi vẫn đang sôi các bạn. Còn nồi mình thiết kế đặc biệt dành cho tôm hùm. À, ít cho em cái vỏ này về em làm tổ chức sóc. Ừ, được, nào. Wow. Trời ơi. Xem, cho các bạn xem này. Tôm hùm. Ui, chảy hết nước tí. Tôm Canada. Để anh bể nó ra xem nào. Ui anh ơi. Ui. Nước. Ui gạch. Gạch. Thia. Lấy thia. Ui. Anh đây nước chấm này. Ui. Đó đem nước chấm ra đây chanh cả. Cả chanh kia, quất kia. Wow, mình để đứng trước nữa. Wow. Đây, gạch đỏ lử. Còn một cái bát nữa trong kia, lấy đây anh chắt bỏ cái gạch cái nước đó. Lên lên. Wow, các bạn xem này. U chà. Được rồi, được bát. Cẩn thận không đừng cần gãy cái này. Ờ được rồi. U chà. Đây. Hứng. Ui ốc. Wow. Gạch nó mới ốc nó đấy. Chúng nó. Cẩn thận nhá. Cái này được cái gì đâu. Em ăn thử. Mời các bạn nha. Chín quá sao nhỉ. Ừ. Wow. Ngon lắm anh ơi. Ui, mời các bạn nhá. Ừ. Ừ, tuyệt vời luôn. Thế em xin miếng gạch. Đấy, gạch đấy, chén đi. Ui, mời các bạn miếng gạch tôm nha. Wow. À, để em bóc cái này ra cho nó đẹp. Đấy. Ôi, cẩn thận, chết, em làm tủ sau rồi. Đây này, còn đầy trong đây này. Đĩa đuôi. Vẫn còn cái gì nữa này. Thìa mà cạo. Cạo đi.
Rồi rồi, ô văn cây. Rồi để nó ra ngoài. Em không còn giếng để mút nó nốt. Wow. Đây. Sao mình lấy được cả cục thịt trong này ra nhỉ? Chúng giờ ăn thế này. Phải nói là đỉnh cao các bạn. Ngon quá. Ui chà 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 chà. Mời các bạn nhá. Ôi, xin miếng thì em đừng lấy đâu. Anh thử miếng đã. Ha, mời các bạn nhá. Ui, em miếng. Mời các bạn nhá. Chờ nước à. Mình phải thưởng thức từ từ. Cái này xong rồi mình phải thưởng thức cái chân thử xem nhá. Ngon kinh điển. Thưởng thức thử cái chân nó. Ui chân nó có thịt nè. Ai da. Thịt chân nó xem nào. Thịt chân nó ngon như thế nào. Chân. Ngon lắm các bạn. Chân ngon không? Wow. Ui. Ôi. Con này ngon nhỉ. Ngon hơn cả cua ấy. Lắm thịt quá. Cũng tương đương các bạn. Ngon cua với con này. Khá là đỉnh cao. Các bạn ơi, tan thịt này. Tan thịt này. Tan thịt này. Cảm giác cắn cả hợp một cái. Cái thịt cua đàn tôm. Ngon. Ngọt. Dài. Ngọt, nó giòn, nó dài, ngọt lắm. Ăn bản con cua này cũng tươi sống nữa. Bọn mình còn cắt được cả tiết. Hôm qua anh Phúc anh đưa cho mình mà lúc đấy 3 giờ chiều rồi. Đến tận bây giờ là 4 giờ chiều không sao. Ừ, thế là 12 tiếng rồi. 12 tiếng vẫn sống nhá. Mà trong khi đó là mình về mình còn cho ra xem, mọi người cho ra xem các kiểu rồi để vào tủ lạnh, để vào thùng xốp của anh ấy và bây giờ vẫn sống. À bây giờ thì chín rồi. Ai mua thì cứ liên hệ anh Phúc nha, mình để số điện thoại ngay đấy đấy. Phúc hải sản nha. À. Có thể chuyển ra nước ngoài vẫn còn tươi sống mà giá cả thì mình đảm bảo là cạnh tranh nhất thị trường luôn. Vì nó quá tuyệt vời rồi. Anh với mày thử đập cái càng này ra xem. Anh ơi, để một cái càng đó. Đó, cú xin. Ờ, thế thì cắt đi. Càng này à? Ừ, cắt, đập cái càng này ra. Để một cái càng đó, có này nè. Đập. Wow. Ừ, thử đi. Ờ, em thử này. Mày cắt. đấy. Mày lấy đi. Ây da. Đúng là tôm biển khác. Alaska. Ta. Thịt tớ đây. Ngon hết sảy luôn. Ôi sao nó chả nước. Cua nó chả đầy nước. Nước ngon này. Ui. Ui trời ơi. Ui trời. Anh tưởng em không bóc được à. Em bóc quá sâu luôn ấy. Ui dưới này đây thịt rồi. Ui chà chà cái sau cái màng đó. Wow. Con cái đen này là cái gì nhỉ? Đấy ăn đi. Trứng à? Bùi cực. Bùi á? Trứng hay sao ấy? Chắc thế. Chắc là trứng. Nhìn nó hơi kinh dị tí nhưng mà trứng á. Béo thôi rồi. Làm chân tôi đã.
Cái gì đây? Cái gì đây? Tăng tăng tăng. Miếng. Cắn thử phát. Cho cắn đó. Ây! Ngon lắm. Ngon lắm. Ăn thịt. Úi trời. Càng đầy thịt này. Càng nhỏ của nó lên các bạn. À, nó ăn hết. Ai cái này làm bao bao kiếm được đấy. Bao kiếm. Tuyệt vời. Nói chung là cái món này gọi là các bạn nhìn này. Bộ sưu tập. Đây là gặm gần hết rồi còn đặc xịt này. Wow. Bộ sưu tập. Cái này về làm tủ sắc mà sắc của chu 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 rồi này. Ngon trên từng cái số. Ăn thịt chân nữa. Hiện đây thì mình gửi lời cảm ơn đến anh Phúc nha. Nhờ anh Phúc, anh em mình mới được thưởng thức những cái món này rất là ngon như thế này. Tôm hoàng đế và cua Alaska. Mày cũng biết nghệ thuật ăn uống phết đấy nhỉ. Vẫn mói các bạn. Khả năng là mỗi thằng khoảng tầm 2 con là đủ. Mỗi nhà 1 con thôi. Đâu? Thiếu mấy, em, thiếu em mấy con cái nữa. Này về cho sóc thử. Thiếu mấy con nữa chứ không. Kem mướn khó chịu. Dừng phát oanh tạc hết sạch luôn. Không còn một cái mảnh gì luôn. Bại chiến nhưng trường mà dai ngon nhỉ. Ngọt vậy chứ. Thịt nó giòn mà. Tao này sơ muối mót nốt mấy cái sơ sơ ngon thật tuyệt vời. Ông mặt trời gọi là ông mặt trăng đi đi đây đây cứ anh sơ muối nốt đã nó thèm quá hết rồi. Ơi clip này anh em mình kết thúc ở đây này. Còn lại một cái càng về nấu cháo đấy. Cho con này càng to này. Ui ui vẫn chảy nước tuyệt vời. Cái này mày mang đi, thế dọn đồ thôi. Dọn bỏ hết đi, đây túi bóng dọn bỏ đi không. Đấy. Đây đây, cứ để đấy, thì em dọn. Bảo vệ môi trường. Đấy. Đấy. À, anh em thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhá. Và nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhá. Bye bye nha. Mai mới được ăn hai món đặc sản của biển đó là cua hoàng đế và tôm hùm Alaska. Tiện đây thì cảm ơn một lần nữa đến anh Phúc Hải Sản đã cho bọn mình gọi là từ biển từ núi ra biển gọi là ăn đồ biển ấy. Rất là ngon. Ai mua những đồ biển gì thì cứ liên hệ anh Phúc nhà mình để số điện thoại kìa. Ở đấy thì đầy đủ tất cả các thể loại biển Đông, biển Bắc, biển Thái Bình Dương, đáy biển các kiểu, các thể loại anh ý. Và một điều nữa là ship vô cùng an toàn, vẫn tươi sống. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người nhá. Anh em mình phải dọn đồ thế này. Ê, mày lấy cái tải đây anh lúc hết vào đi. Vâng, an toàn vệ sinh môi trường. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này.
bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.